Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn là 5 loài cây mang lại cái điểm xui xẻo mà chúng ta không nên trồng ở trong nhà. Và đấy là những cái loài cây nào và tại sao mà những cái loài cây này lại không nên trồng ở trong nhà, tức là nó có phải có những cái lý do gì đấy. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với nội dung của video ngày hôm nay. Sau đây là 5 loài cây mang lại cái điểm xui xẻo mà chúng ta không nên trồng ở trong nhà. Cái thứ nhất đây là cây liễu. Thì trong vườn, đặc biệt là kiêng kỵ trồng cây liễu. Trồng loài cây này có thể dẫn đến những cái xui xẻo, hao tài tốn của cho chủ nhân. Vì cái từ liễu nghe âm gần giống với cái từ lưu, tức là chảy đi, đổ đi mất. Vậy nên trồng cây liễu có thể sẽ khiến cho cái tài sản trong nhà chảy đổ hết xuống sông, xuống biển. Ngoài ra thì còn có một cái cách nói khác, đó là rất lâu trước đây, mọi người cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí đến nhà. Hơn nữa thì cây liễu còn không kết hạt, khiến người ta liên tưởng đến cái phần con cái. Vậy nên là trồng cây liễu rất là không may mắn và không thích hợp trồng ở trong vườn nhà của mình. Và cái thứ hai đó là cây xương rồng. Đây là một cái loài cây có cái sức sống rất mãnh liệt. Cây xương rồng có thể sống sót trong bất cứ cái nghịch cảnh nào. Tuy nhiên thì theo phong thủy cổ xưa, loài cây này chỉ nên trồng trong nhà trong cái trường hợp là nhà mới có đám cháy hay là có người vừa mới mất xong. Xương rồng là cái biểu tượng cho một cái điểm xui, chuyện gở. Nhờ vào cái sức sống mãnh liệt mà xương rồng được trồng để xua đuổi âm khí và tà ma, nó không thích hợp cho những ai muốn có tài lộc gõ cửa. Và cây thứ ba đó là cây dương. Cây dương thường được người chơi cây cảnh thích và lá cây xanh tán rất đẹp. Tuy nhiên thì trong dân gian, cây dương được cho là dẫn dụ ma quỷ về nhà, nó được cho là không may mắn cho gia chủ. Và cây thứ tư, đấy là cây bách. Cây bách được cho là loài cây không tốt và đặc biệt là kiêng kỵ, do cây bách thường được trồng trên cái phần mộ người đã mất nên nó được cho là không mang tới cái may mắn cho người đang còn sống. Và cái cây thứ năm trong số 5 cái loài cây mà không mang lại cái điểm may mắn, chỉ mang lại cái điểm xui xẻo đến với gia đình không nên trồng trong nhà, đấy là cây đa. Bởi vì cây đa thường được trồng ở đền thờ, miếu, những cái nơi mà mang cái ý nghĩa là tâm linh. Trong dân gian này, gốc đa được cho là cái nơi cư trú của ma quỷ. Loài cây này được đặc biệt là kiêng kỵ trồng trong nhà vì nó được cho là dẫn dụ ma quỷ về nhà và làm cho mất cân bằng của ngôi nhà. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là 5 cái loài cây theo cái quan niệm là nó mang lại cái điểm xui xẻo, không nên trồng ở trong nhà. Tuy nhiên thì đây là một cái thông tin mang cái tính chất là tham khảo, còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận và cái cách suy nghĩ của mỗi người về những cái loài cây này. Chúng ta cũng không nên áp dụng một cách là máy móc. Và cũng mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.